Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp, bếp nhà Lan Anh hôm nay sẽ chia sẻ cái món lạc ớt rim của Bình Định. Cái món này là món để ăn kèm với bún, với phở, bún thịt nướng, món tất cả các món bánh canh, bánh xèo, bánh cuốn đều ăn có cái món ăn kèm là ớt rim này các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp theo dõi Lan Anh làm món này nha. Cái món ớt rim thì Lan Anh mua ở đây là cái ớt sừng. Ớt sừng để làm ớt rim thì mua ớt sừng ngoài chợ là mình mua chỗ này là 500 gram, kể cả cuống đồ các thứ là 500 gram nha các bạn. Mình lựa những cái ớt sừng nó đỏ đỏ một tí nha. Ớt sừng Lan Anh mua hôm qua thì rẻ lắm. Nguyên cái nửa ký ớt sừng này có 10 ngàn à các bạn. Đó là 180 gram đường các bạn nha. 180 gram đường. Ở đây là 5 thìa canh nước mắm. Nước mắm này nước mắm cũng phải 40 độ đạm mới nước mắm ngon á các bạn. Còn người Hoa các bạn, họ làm ớt rim này họ còn bỏ thêm ruốc khô á. Quê miền Trung của Lan Anh thì không bỏ ruốc khô. Rim không cái này để được rất là lâu mà ăn cũng rất là ngon các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ làm cái phiên bản ớt rim của người Bình Định nghe các bạn. Sẽ bẻ cái cuốn này ra các bạn. Bẻ cái cuốn này ra hết nha. Bỏ vào đây là 5-6 cái quả ớt hiểm cho nó hơi cay cay tí vì cái ớt sừng này nó thơm thôi chứ nó không có cay các bạn. Mà mình muốn cay cay tí để kho cá rồi các thứ nó ngon á các bạn thì mình bỏ thêm 5-6 quả ớt sừng nhỏ nhỏ các bạn. Luộc cái ớt này, luộc ớt nó có mấy tác dụng. Thứ nhất là để tí nữa mình làm á, mình xay ra mình rim nó ít hăng. Cái thứ hai là nó ít tốn thời gian rim và cái thứ ba nữa là nó để được rất lâu các bạn. Để đến bắt cái xô nước lên bếp mà nước sôi thì mình bỏ cái ớt của mình vào các bạn. Nước sôi thì bỏ ớt vào. Bỏ hết tất cả ớt vào nha các bạn. Nó sôi ở trên bếp phải là 8 đến 10 phút đó các bạn. Ớt mình đã được 8 phút. Được hơn 8 phút, gần 10 phút rồi các bạn. Bây giờ mình tắt bếp. Và mình vớt cái ớt này ra nha các bạn. Vớt cái ớt này ra. Ớt ra thì bỏ vào rổ và để cho ớt ráo. Để nguội và để ráo nước. Hai củ tỏi của mình nè các bạn, mình sẽ lột thật sạch ra, lột trắng hết ra nghe các bạn. Tí nữa mình bằm mà sót tí vỏ lụa nào mình lấy hết ra. Tỏi sau khi bằm xong rồi các bạn. Ớt sau khi luộc xong rồi các bạn, thì mình sẽ cắt khúc ra để dễ xay nghe các bạn. Nếu mà các bạn thích thì bỏ hột nhưng mà cái hột để cũng không sao hết các bạn. Mà khi mình làm xong á có một tí hột ở trong cái ớt nó làm cho cái tương ớt mình nó cũng đẹp nữa các bạn. Nếu mà các bạn bận rộn thì có thể xay sống, cắt sống ra như thế này rồi xay nhưng nó sẽ hăng hơn. Và hoặc là các bạn mua mà ớt ngoài chợ các cái cửa hàng mà họ chuyên bán ớt như này này họ có xay sẵn họ bán ký á các bạn. Các bạn thích mua thì mua lạng hoặc là mua ký. Mình bán hàng ăn á thì mình mua nửa ký một túi như thế về mình mỗi lần xào mình xào cũng rất là ngon mà tiện á các bạn. Mình bỏ vào nửa ký ớt này là 180 gram đường nha các bạn. Đường không có nhiều đâu các bạn. Tí nữa cái đường này như mình rim như này thì ớt mình nó mới tới đường và để được lâu nha các bạn. 1/2 thìa cà phê muối các bạn. Mình đi vào bếp chuẩn bị nha các bạn. Bỏ vào đây 4 thìa canh dầu ăn. Bỏ tỏi băm vào nha các bạn.
lửa vừa phải thôi nha các bạn. Phi cho vàng cái tỏi này lên. Mình đảo liên tục, đảo đều tay nghe các bạn. Chứ không là những cái tỏi mà nó dính, nó nằm riêng lâu một chỗ nó sẽ cháy nha các bạn. Tỏi vàng đẹp lắm. Mình sẽ múc tỏi ra nha các bạn. Múc hết cái tỏi chi thơm này ra, chừa dầu lại. Hết cái ớt, ớt và đường của mình vào. Mình sẽ xào cái ớt này lên. Cứ lửa nhỏ nhỏ xào đều lên. Mỗi lạng ớt là một thìa nước mắm nha các bạn. Mình có nửa ký ớt thì là 5 thìa. 2 3 4 5 thìa canh nước mắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ rim từ từ để cho cái ớt này nó cho nó khô lại, nó đặc lại, nó sánh lại. Lửa nhỏ riu 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 cho nó từ từ nó mới ngon nha các bạn. Đó. Bỏ cái tỏi phi hồi nãy mình phi thơm rồi mình múc ra các bạn, bỏ vào. Tỏi phi vào và trộn đều lên. Các bạn thấy không, để lại một xíu hột, nó hột ớt sừng cũng không có nhiều hột. Nhưng mà có tí hột phải nhìn cái tương ớt của mình nó rất là hấp dẫn. Chảo chống lửa chín thì làm mấy món rim này nó ớt bắt đầu sắn, ớt sánh lại rồi các bạn, dẻo cô lại. Các bạn mà ở ngoài bây giờ nghe rất là thơm. Mình gạt ra, mình kéo ra cái này. Đó, ớt mình nó không có khép lại được. Mình cào đến đâu là nó nằm im, đường rặn đến đó. Thì ớt mình coi như là đã được đó các bạn. Đã tới đường rồi các bạn. Rồi, bây giờ là ngâm tắt bếp. Tắt bếp xong mình để cho ớt nguội hẳn nghe các bạn. Thật là nguội á. Chuẩn bị cái lọ kính này các bạn. Thì ớt này các bạn thấy không, nó dẻo. Ớt xào mà muốn để được lâu là mình rim mức phải, ớt phải dẻo và phải trong như thế này này các bạn. Phải để thật nguội bỏ vào nó mới không đổ mồ hôi. Chứ các bạn đừng có nghe là bỏ vào khi nóng đồ các thứ để kích chân không, đồ không có đâu các bạn. Ớt sau khi rim xong để nguội thì mình bỏ vào trong hũ, và nếu mà mình để ngoài cũng bảo quản được 3 tháng, mà nếu mình cất vào ngăn mát tủ lạnh thì ăn đến khi hết thì thôi. Thành phẩm thì nó sẽ không có nước, nó sẽ keo lại y như là mức dẻo các bạn. Và màu của nó thì từ màu đỏ tươi phải chuyển sang cái màu đỏ trong trong như thế này nghe các bạn. Màu này thì là màu của đường nó đã tới rồi, màu này thì chắc chắn các bạn mới để được lâu, chứ nếu mà còn màu đỏ tươi á thì là ớt không để được lâu nghe các bạn, nó sẽ chảy nước. Được, cảm ơn các bạn đã theo dõi Lan Anh vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.